Rồi, trên xe của giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng 6 sáng ha. Thì nói chung địa chỉ và số điện thoại luôn để dưới phần mô tả video nha anh em. Khu phố 1 phường Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai. Anh em cứ liên hệ theo đầu số là 0983533445 hoặc trực tiếp đến cửa hàng làm việc nha. Còn trong video báo giá ngày hôm nay thì em quay chi tiết cho anh em con quay Thái nha, con quay Thái 110, con này máy zin anh em ạ. Máy zin nói chung còn rất là đẹp. Đấy, giá thì 32.500. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn mua cái dòng này thì coi kỹ video giúp em, coi kỹ video giúp em nhé. Đấy, em sẽ chi tiết hết. Đó, nói chung giá cả và thương lượng nha, trả góp ship xe. Thì anh em yêu quý thì nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký nha, không bỏ lỡ những video báo giá của em tại kênh chuyên xe của giá rẻ anh em ha. Rồi bây giờ sẽ đi chi tiết cho anh em. Đó, bao tay còn nguyên ha, bao tay thắng đồ là còn đẹp nè. Đầu đèn còn đẹp nha. Đầu đèn à. G487N gì đây. Cặp xi nha, đồ là còn zin theo xe luôn anh em này. Đó, nói chung là còn cả cặp theo xe luôn anh em. Mặt nạ nha. Bựng đồ còn nguyên hết rồi mọi người ha. Xe thì bựng đồ còn nguyên hết. Đấy, anh em có nhu cầu gì đó thì cứ alo đến Hoàng Sáng thôi. Căm đùm niềng thì nói chung là căm đùm niềng còn zin theo xe anh em ạ. Căm đùm niềng, căm lốc này, cái má đùm này, má đùm thì có chấm nổ sơn anh em này, má đùm thì có chấm nổ sơn nhá. Niềng thì vẫn là Samgusi, Samgusi nha, vỏ đồ dày nha anh em. Niềng thì chưa mục anh em, con này niềng đồ chưa mục nha, niềng chưa mục đây anh em. Niềng nói chung là niềng con này chưa mục cái gì hết á, nói chung còn rất là đẹp. Tầm 32 triệu anh em á, 32 triệu 500 đó, 32 triệu 500. Nói chung giá còn thương lượng anh em ạ, anh em yên tâm nha. Giá cả rồi ship xe đồ tất cả các thứ đồ đầy đủ cho anh em luôn. Cục máy nha. Đây. Máy thì máy zin anh em nha, máy thì máy zin. Máy thì máy zin anh em ơi. Đấy, tất cả coi những cái chi tiết này. Đấy, anh nào làm xe mà chuyên về những con đồng Thái này thì coi chi tiết chúng em ha. Có gì nếu mà em thấy nói sai thì anh em hỗ trợ giúp đỡ em ha. Nói chung chỉnh lại cho em thì em rút kinh nghiệm lần sau có chiếc nào đó thì em lại chỉ chi tiết hơn cho anh em ha. 108 cm khối gì đây nè. Trăm lẻ tám anh em ha. Dàn chân rồi nói gì vô vô dàn chân chống rồi nè, cũng không vẫn còn đẹp nha, chưa sơn dặm gì anh em ơi, chưa sơn dặm. Đây hộp xích đồ nè, buộc rồi các thứ này. Thì nói chung là xe bây giờ hiện trạng có như nào em quay như vậy nhé mọi người. Nói chung là cặp niềng Samgusi còn nguyên anh em nhé, cặp niềng Samgusi còn nguyên, chưa vẫn còn rất là đẹp đấy, cặp niềng Samgusi còn nguyên ha. Áo đồ nè anh em nè, bận đồ còn nguyên anh em nhé, xe đồ bận đồ có đầy đủ hết cho anh em luôn. Con này thì cái dàn áo hồi xưa của nó là dán keo anh em này, để dán keo bây giờ nó chóc ra nè. Đó, xe này dán keo không, biển thì 4 số 325 3 triệu 500 ha, biển 4 số 6S2 Honda nha. Đèn đồ đèn Thái lên là cặp xi nhan trước và xi nhan sau rồi là nó màu cam anh em nhé, màu cam. Lốc thì lốc đen, Thái lốc đen ha, Honda lốc Honda, bô bọc. Đấy đi anh, quá đẹp rẻ luôn rồi đó. Ô này, ô đẹp ngon anh em. Đó, buộc đồ ha. Thì nói chung là xe bây giờ hiện trạng như thế nào thì chia sẻ như vậy nha anh em. Ô của nó nha. 341 1985 mà. RF110 ha.
đầu của nó đầu ET6 nha anh em. Đầu nó đầu ET6. ET6 nói chung là cái dàn não đằng sau này. Con này là dán keo hết rồi anh em, cả lần hai bên luôn á, hai bên đều nó là đều là dán keo hết nha anh em. Nói chung là còn rất là đẹp. 110 nha. Quay là quay 110 hả? Nói chung là mấy cái chi tiết là còn đẹp ra nè. Quay lên cho anh em coi ha. Giờ em chi tiết con này ha, em quay phía trong cho anh em tham khảo đây. Sườn coi cái sườn của nó còn đẹp không? Chung là ốc ác của còn nguyên anh em ha. Nói chung hàng Thái thì ốc nó ốc số 10 rồi không anh em ha. Đó còn mấy cái hàng như hàng Việt Nam là ốc 8 anh em. Đấy cái này mấy này ốc đồ ốc số 10 đấy. Nói chung là còn ok này, nói chung con này cũng tạm được. Thì nói chung là tổng thể con này thì cũng ok anh em ha. Cái giá tầm giá là 32 triệu 500 thì cái tầm giá này anh em có gì thì liên hệ đến hàng sáng nhé, 0983 533 445, gặp trực tiếp đến cửa hàng. Nói chung là lâu lâu mới có dòng này thôi anh em, lâu lâu mới có dòng này về thôi. Thường thường quay anh thai nhỏ kia thì nhiều, nhưng mà cái dòng mà quay Thái thì 110 thì ít ha, lâu lâu mới có chiếc. Thì nói chung anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nha, còn nếu mà anh em là không ấy thì anh em xem chơi. Nói chung là lâu lâu tham khảo lấy cái con này rất là ít có để quay ha, lâu lâu anh em tham khảo xem chơi. Nói chung là xe cả giá cả thì thuận mua vừa bán anh em nhé. Rồi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn anh em nha. Bây giờ cũng chi tiết hết rồi, 32 triệu 500 thì theo cái thông số ở trên cái yên của nó là đóng ở yên đó là đời 99 đó, nhưng mà không biết là chính xác là đời bao nhiêu thì em không rõ nha, vì em không có cầm cà vẹt xe á, nên là em không có rõ. Thì chia sẻ như vậy có sao thì chia sẻ như vậy cho anh em ha. Với lại hai nữa là cái đầu nòng của nó là đầu nòng ET6 nha anh em. Thì có mấy cái thông số đó thì gửi đến anh em, thấy anh em yêu quý thì cho em xin được like, là đăng ký nha. Rồi xe máy riêng anh em, cảm ơn anh em nha. 32 triệu 500.